gây phẫn nộ đã xảy ra tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Một người mẹ đã bị chính đứa con gái của mình rứt ruột đẻ ra, hãm hại đến tử vong. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ án gây chấn động này? Ngay sau đây, xin mời quý vị và bạn cùng theo dõi. Sáng 8 tháng 2, người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một xác người nổi lênh bênh trên dòng sông Cái Nhỏ. Cơ quan nhanh chóng vào cuộc, danh tính nạn nhân xấu số được xác định là bà Võ Thị Đang, sinh năm 1958, ngụ tại địa phương. Qua điều tra, truy xét, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phong để xác minh, làm rõ. Vụ án nhanh chóng được vén màn. Sự thật khiến những người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng, bởi thủ phạm hãm hại bà Đang chính là Nguyễn Văn Phong và đứa con gái của bà tên Nguyễn Thị Thắm, 32 tuổi, đã ly hôn chồng. Là thanh niên chưa vợ, thay vì tìm những cô gái đôi mươi để làm quen, Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1986, lại để ý đến Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1981, cùng ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Do Thắm lớn hơn 5 tuổi, đã có chồng và ba con. Lạ thay, Thắm cũng phải lòng gã trai trẻ nên quyết định bỏ người chồng lớn hơn mình 9 tuổi để theo cuộc tình mới, bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình, nhất là bà Võ Thị Đang, mẹ Thắm, sinh năm 1958. Phải lòng gã trai trẻ, Thắm đã xin ly hôn, đưa ba con về nhà bà Đang sinh sống. Từ đây, Thắm thoải mái đến với chàng trai trẻ, hai người quấn quýt bên nhau. Bà Đang phản đối kịch liệt và muốn con gái nối lại tình xưa cùng chồng, chăm sóc, nuôi dạy con cái. Phía gia đình Phong cũng không chấp nhận nổi mối tình so le, nhưng thấy Phong mê Thắm như điếu đổ nên cũng hết đường can ngăn. Không ngăn cản được con gái, bà Đang bực tức, thường xuyên mắng chửi đôi tình nhân, khiến cho mâu thuẫn giữa ba người ngày càng gay gắt. Sáng mùng 5 tháng 2, Thắm gọi điện nói mình bị đau mắt, bảo Phong đến nhà. Phong nghỉ làm thợ hồ, vội đạp xe đến thăm người tình. Lúc này, bà Đang đi vắng, đến hơn 16 giờ cùng ngày bà mới về. Thấy cảnh trái tai gai mắt, bà Đang bực tức là chửi, tát vào mặt Phong hai cái rồi đuổi ra khỏi nhà. Sau đó bà tiếp tục chửi và đuổi Thắm đi. Thắm sang nhà dì ruột, ngụ cùng xã xin ngủ nhờ, nhưng bị khước từ nên đã quay lại về nhà mẹ ruột trong tối cùng ngày. Thấy bà Đang đang ngồi cúng trước bàn thờ, Thắm đi vòng ra nhà sau, bảo con gái lớn mở cửa giúp. Sau khi cúng xong, bà Đang vào nhà tắm, thấy cơ hội ra tay đã đến. Thắm đã gọi điện cho người tình, báo tin bà Đang đang tắm, lệnh cho Phong đến xử bà gấp. Thắm đề xuất, bà Đang tắm, anh vô xử bà ấy đi. Lúc đầu, Phong không muốn thực hiện, nhưng khi nghe Thắm năn nỉ, giúp em lần này đi, Phong đã quyết định nghe theo người yêu. Phong được Thắm mở cửa, cho vào nhà, ngồi nấp vào cạnh tủ thờ trong nhà trước để chờ cơ hội ra tay. Tắm xong, bà Đang tiếp tục chửi Thắm về mối quan hệ với Phong, rồi cầm búa đuổi Thắm chạy ra phía căn nhà trước. Trong lúc bà Đang chạy từ nhà dưới lên đến nhà trên, Phong từ trong chỗ núp nhào ra tóm vào cổ bà Đang, kéo bà đến gần cửa buồng và quật xuống đất. Thắm đã đè hai chân bà để giúp cho Phong. Thấy bà Đang không còn động đậy, biết đã tắt thở, Phong hoang mang muốn đi tự thú, nhưng Thắm vẫn tỏ ra bình tĩnh trước sự việc xảy ra. Thắm ngăn cản người tình, Thắm nói Phong kiếm chỗ phi tang xác đi hòng chối tội. Được người tình trấn an, Phong về nhà chuẩn bị dây xích, cục đá và tìm xuồng để chở xác nạn nhân. Thắm cũng chuẩn bị mền, hai đoạn dây dù, băng thun giúp người tình tìm xác mẹ. Khoảng 24 giờ cùng ngày, xác bà Đang được đưa lên xuồng. Tin bà Đang bỗng nhiên mất tích, bà con dòng họ, xóm giềng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Mọi người hỏi thì Thắm trả lời tỉnh bơ như không có gì. Đến sáng ngày 8 tháng 2, trong lúc trải lưới, một người dân đã phát hiện xác của bà Đang nổi trên sông Cái Nhỏ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phong. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Phong tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải, nhưng còn Thắm, đứa con bất hiếu lại quanh co, chối tội. Đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, đứa con gái xúi người tình trừ khử mẹ, chẳng mảy may cảm xúc, gương mặt giáo hoành, nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, cuối cùng Thắm phải cúi đầu nhận tội. Đưa vụ án ra xét xử lưu động ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Phong tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Còn Thắm lãnh án tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Cả hai bị cáo và đại diện nạn nhân cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, trình bày lý do kháng cáo, Thắm cho rằng do cuộn trí mới hành động nông nổi. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt
để sớm được về chăm sóc ba con nhỏ. Nghe lời thỉnh cầu ấy, vị chủ tọa không khỏi bức xúc. Bị cáo xin sớm được về để nuôi con. Vậy mẹ bị cáo cũng từng nuôi bị cáo, lo cho bị cáo như vậy. Sao bị cáo có thể hãm hại mẹ mình? Bị cáo nghĩ sao? Bị cáo sao có thể nuôi, có thể làm gương một người mẹ để giáo dục con được? Hành vi của bị cáo là vô nhân đạo, vô lương tâm, đại bất hiếu, bị cáo biết không? Thắm cúi đầu im lặng. Tại phiên xét xử ngày 25 tháng 12, hội đồng xét xử tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với Phong, tù chung thân với Thắm. Hiện thưởng theo chân các đồng chí công an về trại, gương mặt Thắm vẫn lạnh như băng. Không biết trong sâu thẳm đứa con tội lỗi ấy nghĩ gì mỗi khi nhớ lại phút quằn quại của người mẹ già tội nghiệp. Chứng kiến phiên tòa hôm đó, nhiều người dân địa phương đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Văn Phong. Năm 19 tuổi, cô thôn nữ Nguyễn Thị Thắm nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Văn Tân, ngụ cùng xã, lớn hơn 9 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng êm đẹp và hạnh phúc khi ba đứa con gái lần lượt chào đời. Sống bằng nghề thợ may, nên dù đã có ba con, nhưng nhìn Thắm vẫn như phụ nữ ở tuổi xuân thì. Đối lập với đó là vẻ già trước tuổi của người chồng. Vốn khéo ăn khéo nói, nhưng Thắm đã làm chết mê chết mệt nhiều thanh niên đa tình. Trong số đó có chàng trai chưa vợ, tên Nguyễn Văn Phong, ngụ ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, nhỏ hơn Thắm 5 tuổi. Và sau đó, Thắm đã xin ly hôn với anh Tân để có thể được danh chính ngôn thuận đến với người yêu trẻ tuổi. Khi đường ai nấy đi với chồng cũ, Thắm cùng ba con về nhà mẹ ruột, bà Võ Thị Đang, sinh sống. Từ đó tình yêu của Thắm với Phong ngày càng khăng khít. Sống chủ yếu bằng nghề phụ hồ, nhưng Phong thường xuyên nghỉ việc để cuốn quýt với Thắm. Lúc đầu gia đình Phong cũng không đồng ý cho hai người yêu nhau, nhưng do Phong quá say mê Thắm nên gia đình đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn về phía gia đình Nguyễn Thị Thắm, người phản đối kịch liệt nhất là bà Võ Thị Đang. Bà khuyên và mong muốn Thắm quay về sống với chồng cũ để tiện bề chăm sóc, nuôi dạy các con nên người. Khuyên Thắm hết lời nhưng không được, nên người ta thường xuyên thấy hai mẹ con bà Đang to tiếng với nhau. Cuối cùng, người mẹ già bất hạnh lại bị chính con gái mình tước đoạt đi mạng sống.